việc 12 thành viên đội bóng nhí lợn hoang và một SLV bị mắc kẹt trong hang động Tham Lờ Hoang ở Thái Lan kéo dài tới thời điểm hiện tại là 15 ngày. Công tác giải cứu đội bóng nhí được ưu tiên hàng đầu. Tính tới ngày 9/7, biệt đội SEAL Thái Lan đã cứu được 4 cậu bé ra ngoài. Vụ việc 13 thành viên đội bóng Thái Lan mất tích nhiều ngày trong hang động gây chấn động thế giới. Nhiều ngôi sao giải trí Thái Lan cũng bày tỏ sự lo lắng cho các thành viên đội bóng và cả lực lượng cứu hộ là biệt đội SEAL Thái Lan. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên nổi tiếng Bai Eun Pim Chanok gửi lời cảm ơn tới biệt đội SEAL Thái Lan khi đã mang cho họ niềm tin và hy vọng vào việc giải cứu đội bóng nhí. Người đẹp sinh năm 1992 đăng tải kèm hình ảnh biệt đội SEAL cõng từng cậu bé ra khỏi hang động và hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Pim Chanok Luvisa de Paibun là diễn viên nổi tiếng ở Thái Lan. Cô được mệnh danh là Ngọc Nữ, màn ảnh xứ sở Chùa Vàng. Người đẹp 9X được biết tới với nhiều bộ phim như Mối Tình Đầu, Love Summer, The Guys, Ngọn Lửa Đam Mê. Vẻ đẹp sexy của Bai Eun Pim Chanok, Zita Jensen, Zeter cũng đăng tải hình ảnh biệt đội SEAL Thái Lan giải cứu đội bóng nhí. Trên trang cá nhân, cô viết, mọi người đều là những anh hùng. Đội bóng lợn hoang cố lên. Zita là diễn viên, người mẫu nổi tiếng Thái Lan. Cô đào sinh năm 1981 liên tiếp lọt vào top những mỹ nhân sở hữu thân hình gợi cảm nhất xứ sở Chùa Vàng. Năm 2018, Zita còn gây ấn tượng với người hâm mộ Việt Nam khi đảm nhận ghế SLV The Face Thái. Nong Poi, hoa hậu chuyển giới Thái Lan cho biết, tin tốt nhất mà cô nhận được trong ngày là 4 thành viên đội bóng lợn hoang đã được giải cứu. Cô đang mong chờ tin tức tốt lành tiếp theo của biệt đội SEAL Thái Lan. Nong Poi tên thật là Chichada Pecherjat, cô được mệnh danh là hoa hậu chuyển giới đẹp nhất Thái Lan. Không những thế, người đẹp sinh năm 1986 còn đăng quang hoa hậu chuyển giới quốc tế vào năm 2004. Cô đào sinh năm 1986 lấn sân phim ảnh và tạo được nhiều ấn tượng với khán giả. Cherry Lớt Áp A, mỹ nhân ồn ào nhất showbiz Thái Lan cũng đăng dòng trạng thái bày tỏ sự lo lắng với việc đội bóng nhí mất tích. Theo cô, mọi người nên bình tĩnh chờ biệt đội SEAL Thái Lan giải cứu mọi thành viên bị mắc kẹt trong hang. Cherry là diễn viên, ca sĩ.